Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn Y khoa Phúc Tâm đã có văn bản đề xuất thực hiện dự án bệnh viện đa khoa Phúc Tâm với quy mô 200 giường, diện tích khoảng 1,9 ha tại đường Phạm Văn Đồng, thị xã Phú Mỹ. Tổng vốn đầu tư dự án là 456 tỷ đồng. Nếu được chấp thuận đầu tư, dự án sẽ đi vào hoạt động khoảng quý 4 năm 2021 và thời gian hoạt động dự án là 50 năm. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đồng ý chủ trương đầu tư dự án này trong cuộc họp với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ sáng nay. Các sở ngành chức năng đều thống nhất, dự án đầu tư bệnh viện đa khoa Phúc Tâm tại thị xã Phú Mỹ phù hợp với chủ trương xã hội hóa của tỉnh, góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng, dịch vụ y tế cho địa phương, đồng thời góp phần giúp thị xã Phú Mỹ hoàn thiện tiêu chí số lượng bác sĩ và giường bệnh trên dạng chân. Tuy nhiên, quy hoạch hiện nay của khu đất này là quy hoạch đất ở, nên nếu thực hiện dự án bệnh viện thì phải có ý kiến của Hội đồng Nhân dân thị xã Phú Mỹ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch đất chung cư sang đất y tế. Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cho rằng dự án đầu tư sẽ phát sinh nguồn thải chủ yếu là nước thải, chất thải rắn, chứa các thành phần lây nhiễm đặc thù của ngành y tế, nên dự án đầu tư cần tính đến phương án xử lý để không ảnh hưởng đến khu vực dân cư lân cận. Sau khi nghe ý kiến của các sở ngành và đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thống nhất chủ trương đầu tư dự án bệnh viện đa khoa Phúc Tâm, đồng thời giao thị xã Phú Mỹ điều chỉnh quy hoạch, rà soát nguồn gốc đất và các thủ tục pháp lý liên quan. Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ làm đầu mối cùng Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, các sở ngành liên quan hỗ trợ hướng dẫn nhà đầu tư hoàn tất thủ tục triển khai dự án.